Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Năm đó chỉ có máu của mình mới có màu đỏ sẫm như vậy. Bây giờ mình là huyết mạch chuẩn cửu phẩm. Độ tinh khiết của huyết thống của những người chủng tộc khác không thể sánh bằng. Hiện giờ đá minh huyết đã biến thành màu đỏ sẫm và 7 lát rồi. Điều này có nghĩa là sao? La Trình, ngươi ở yên đây, ta sẽ đi một lát rồi sẽ quay lại. Cái tên nhà ngươi làm cách nào thế hả? Không ngờ ngươi lại có thể làm vỡ đá minh huyết này. Ta cũng không biết. Chốc lát sau, ngươi đi đầy Ngọc Bích. Cha, Tử Ngọc có chuyện gì? Hôm nay Điều Viễn dẫn một người ngoại tộc về đây, đồng thời bảo rằng hắn có huyết thống, hắn có huyết thống của tộc ta, cho nên mới tổ chức nghi thức tịnh huyết sớm. Nào ngờ hắn vừa nhỏ máu vào thì đá minh huyết đã đổi sang màu đỏ tươi rồi vỡ lát. Huyết thống của một người ngoại tộc lại có thể làm vỡ lát đá minh huyết. Nghĩa nào huyết thống của tên đó không chỉ là thập phẩm? Không chỉ là thập phẩm là sao? Phụ thân, chẳng phải người đã nói huyết thống của tộc Sivu ta chỉ có cửu phẩm thôi sao? Người của tộc Sivu trên thế giới này chỉ đạt cao lắm là cửu phẩm, bởi vì huyết thống của người bị lưu đày như chúng ta không tinh khiết nào bao. Khối đá minh huyết mà ta ban cho con chỉ có thể kiểm tra huyết thống từ thập phẩm trở xuống, bởi vì thập phẩm đã là dư giả với bọn con rồi. Không ngờ lại có người làm cho đá minh huyết vỡ vụn. Ta muốn đi gặp người đó. Phụ thân muốn xuất quan ạ. Những người bị lưu đày như chúng ta đều trúng nguyên rủa của cổ thần hỗn độn, phải trốn trong cốt tháp mới giữ được cái mạng. Bế quan cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Phù nhị, nhiều năm như vậy mình chưa bao giờ thấy qua dung mạo của phụ thân. Cho dù mẫu thân đã qua đời, phụ thân cũng không rời khỏi Tường Ngọc. Không ngờ rằng phụ thân sẽ rời khỏi Tường Ngọc vì Na Trinh làm vỡ đá minh huyết. Nhiều năm như vậy rồi không ở bên cạnh của con. Không phải ta không muốn rời khỏi Tường Ngọc, mà là người bị tộc Sivu lưu đày như chúng ta bị lời nguyền của cổ thần hỗn độn dày vò, nên chỉ có thể cố gắng cuộn mình trong không gian hẹp hòi này thôi. Hy vọng con có thể hiểu, đưa ta đi gặp hắn. Dạ. 15 phút sau, quảng trường của tộc Sivu, đá minh huyết vỡ lát rồi. Sau đây là làm nghi thức tịnh huyết gì đây? Đại trưởng lão đi đâu? Đi lâu quá rồi, rốt cuộc là làm gì vậy? Đại trưởng lão quay về rồi. Hơi thở của người phía sau đại trưởng lão không giống với người bình thường. Người này là người bị lưu đày sao? Phụ thân, hắn chính là Na Trình, người ngoại tộc. Nếu như lão phu không nghĩ nhầm thì ngươi đã ngộ ra chân ý của đạo. Kỳ quái thật. Nếu ngươi có huyết thống của tộc Sivu thì rất khó được chủng tộc khác thu nhận, cũng không thể nào có chuyện tu luyện chân ý của đạo từ lão quái vật kia được. Ngươi tu luyện chân ý của đạo ở đâu? Hay nói đúng hơn là ngươi không thuộc về thế giới này phải không? Ta có thể tạm thời không trả lời được không? Lực quan sát nhạy bén thật. Có thể, nhưng ta cần ngươi giúp kiểm tra huyết thống một lần nữa. Được. Cái gì? Phụ thân, sao lại vậy? Ngươi, huyết thống của ngươi. Tại sao huyết thống của ngươi lại là vương phẩm? Là có thể như vậy? Đại ca, Yên Hoa huynh, Trì Nghĩa, các người đoán xem ta vừa nhìn thấy gì? Ta lại có thể thấy được huyết thống vương phẩm. Không ngờ nó lại xuất hiện ở nơi này, nơi lao tù này. Cái gì? Phù nhị đang nói lung tung cái gì vậy? Huyết thống vương phẩm ơ, ông ấy làm mơ hả? Trong thế giới này có huyết thống vương phẩm, không thể nào. Chúng ta cùng đi xem. Ta cũng đi xem. Trong chốc lát lại xuất hiện nhiều người bị lưu đày như vậy. Trì Nghĩa, Kim Não, Phù nhị, ngươi khẳng định đứa nhỏ này có huyết thống vương phẩm của tộc Sivu chúng ta à? Hay là ngươi nhìn nhầm rồi? Tuyệt đối không nhầm. Huyết pháp thống nhất, chọn cắn nuốt vết nhơ. Sức mạnh huyết thống của những chứa đựng ở trong máu ta gần như không thể chống cự được. Chỉ huyết thống vương phẩm mới có tư cách làm được điều đó. Cha mẹ của ngươi là ai? Mẹ ruột của ta tên là Lạc Thủy. Lạc Thủy, hình như tộc Lê Dân của chúng ta không có người này, kể cả trong vương tộc cũng vậy. Trì Nghĩa, ngươi từng nghe về người này chưa? Trì Nghĩa, ngươi làm gì vậy? Trước khi ta bị lưu đày,
bé gái trong vương tộc đã ra đời. Lúc đó, núi Ngọc Thiềm mưa to như chút nước, nên bé gái được đặt tên là Lạc Thủy. Đó là con gái nhỏ tuổi nhất của đại tù trưởng, còn đặc biệt lệnh cho chín bộ lạc ăn mừng 3 tháng. Đây, các vị miễn lễ đi. Lẽ nào tộc lê dân của chúng ta đã thất bại rồi sao? Vì sao đến con cháu của đại tù trưởng cũng bị lưu đày xuống thế giới này? Tộc Sivil đã ngập tràn nguy cơ trước khi ta bị lưu đày rồi. Nghe nói đại tù trưởng định đánh một trận với Hồng, với đế Hồng thị tại Trác Lộc. Nhưng mà ta đã bị lưu đày trước lúc đó nên không biết gì cả. Xin hãy cho ta biết chuyện khi ấy. Ta không bị lưu đày đến đây. Không bị lưu đày đến đây. Vậy ngươi đến thế giới này bằng cách nào? Chẳng lẽ ngươi đến đây bằng chiếc thuyền ở trên cốt tháp Man Thủy? Chiếc thuyền đó là Sivil tạo ra. Ta không sinh ra ở thế giới mẹ, mà là ở trên chiếc thuyền đó. Còn về tình hình thế giới mẹ, có lẽ cũng gần giống với cách nghĩ các ngươi đã nghĩ. Tộc Lê Dân thật sự là thất bại. Vì thế ông ngoại mới tạo ra chiếc thuyền chạy nạn, để nhiều con cháu Lê Dân chạy thoát. Tộc Lê Dân thật sự là thất bại rồi sao? Chúng ta thua đế Hồng Thị. Vậy đại tù trưởng đâu? 81 ma thần đâu? Biết bao nhiêu Sivil vệ đâu? Ta không rõ lắm. Ta chỉ biết chiếc thuyền này chở hy vọng của tộc Lê Dân. Trong đó cũng có vô số con cháu của tộc Lê Dân. Đây là chiếc thuyền chạy nạn. Bởi vì chiếc thuyền này đã gặp phải sự đuổi giết của Hiên Viên vệ, nên Lê Dân ở trên thuyền gần như là bị tàn sát giết sạch. Mọi việc đại khái là như vậy. Hiên Viên vệ, đáng tiếc là khi xưa ta không giết sạch đám Hiên Viên vệ chết tiệt đó. Chỉ có 100 tên Hiên Viên vệ chết tiệt trong tay thôi. Một người mà có thể giết 100 tên Hiên Viên vệ sao? Đây là thực lực cỡ nào chứ? Nói cách khác, nguyên nhân làm chiếc thuyền kia đột nhiên thay đổi hướng, đây không đâu là ngươi à? Đại ca, ngươi nói xem nên làm gì bây giờ? Lão già này đã cao tuổi rồi, dù phải hy sinh cái thân tàn tạ này vì tộc Lê Dân cũng không sao. Nhưng mà đã vào thế giới này thì không thể ra được, còn cách nào nữa chứ? Có điều chúng ta phải bảo bộ tộc Nữ Hoa thả chiếc thuyền đó ra để nó rời đi. Nói đúng lắm, cho dù bộ tộc Nữ Hoa mạnh thế nào cũng đừng mơ chạm đến chiếc thuyền đó. Các ngươi không nghĩ tới ý kiến của La Chi nhà. Mẹ ta đưa ta đến đây vì lý do bất đắc dĩ. Ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu khi vừa đến thế giới này là phải trở lên mạnh hơn sau đó. Quay về giết hết. Ta không chỉ muốn quay về thần vực, mà còn muốn quay về thế giới mẹ giết sạch kẻ thù. Với huyết thống của ngươi thì không khó để trở lên mạnh hơn tại thế giới này. Có điều chỉ e chuyện giết kẻ thù là không thể nào thực hiện được, bởi vì không ai có thể rời khỏi đây. Nếu như ta biết cách quay về thì sao?